Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Ở đây hình như ba của Hoa cưa hai cây còng lớn. Ở đây bác chủ nhà. Dạ, chào bác. Dạ, bác cưa hạ hai cây còng này để làm gì vậy bác? Dạ. Với lại nó nghiêng qua nhà người ta quá hay sao bác? Không, cái này đất này sang cho người ta, giờ mình giữ cái cọng lại và cưa nặn trả đất cho người ta. Dạ. Sang cho người ta thuê hả bác? Không, sang đất luôn. Dạ. Sáng này chắc người ta làm mặt bằng rồi. Thì xây nhà cửa cho cháu ở nước ngoài, cháu vợ. Dạ. Nước ngoài nó sang. Dạ. Đất quá rộng quá. Thì đó sang mình muốn giao kèo chừa lại hai cái cọng. Dạ, dạ con cảm ơn bác. Dạ. Đây Hoa cho quý vị xem hai cái cọng ở phía ngoài này. Thì hôm nay đi với ba của Hoa thì có chú Tâm. Chú Tâm thì cũng gần sát bên này nè, đang sửa nhà cũng đi qua phụ với ba của Hoa luôn. Chú Tâm và em Cường cùng đi theo để phụ với ba của Hoa. Cái cọng. Quên hỏi bác là cái cọng này được bao nhiêu năm đó. À, sát phía đằng kia một cây nữa. Gần bức tường. Gì? Gì? Nhưng mà trước tiên phải mé hết. Mình cắt thôi, tại nó nhẹ, nó không có nhức miệng, cho để nguyên vậy cái mình cắt trước. Nó sẽ xé cây, dạ. Nhức miệng. Hai nữa là mình đụng xuống sông, nó vừa khó. Cái này là cái con mương. Cái này con kênh. Kênh gặp. Ở đây xíu này là ít trồng con trái. Dạ. Cho nên là trứng vàng quá trời nè. Dạ. Hầu như quý vị đã thấy được. Hầu như là toàn là dừa thôi. Kêu là, ta kêu là cây lá. Dạ. Lá làm nón. Dừa nước. Vừa nước mình... mà có cái quầy vừa nước còn còn bây giờ là cũng là đặc sản của Bến Tre đó. Dạ. Bến Tre với Long An mà đi ngang có một cái vùng Long An là người ta bán nhiều lắm. Hổm đi ở đâu rồi mình đi ở Cần Đước đó. Dạ. Qua từ nhiều luôn. Bà cũng Hòa nói tới vừa nước mà nuốt nước miếng. Có nhóc rồi nãy giờ con thấy nhóc rồi bà. Mỗi cái quê hương xứ sở là có một cái đặc sản riêng. Dạ. Mà nãy giờ chưa biết ở đây đặc sản là gì. Anh Út ở đây mình đặc sản là mình gì anh Út? Đây hả? Dạ. Dạ. Nem Lai Dung quá. Đâu phải, Lai Dung rồi của Đồng Tháp, à. Cùng Lai Dung. Lộn. Chưa có gì mới đâu. Chưa có đặc sản gì mới. Dạ. Ở Sóc Trăng thì bánh bía. Dạ, bánh bía mà bánh bía Sóc Trăng. Dạ. Con này trong bên này là cơ cục là Cù Lao. Dạ. Cù Lao này nó ta cái diện tích nó rộng dữ không anh Út? Bác có đốt vàng. Bác Út cúng nè. Giờ cũng ở trong hội người cao tuổi gì đó của xã này. Dạ. Bác Út ở trong hội người cao tuổi ở xã. Nó kéo lên, nó kéo mình xịt lên. Kiến kiếm nhiều lắm rồi. Này kiếm vàng quá trời nhiều. Con Cường leo lên trước là xịt kiếm vàng. Ngủ mới sơ sơ đi giờ là cũng lên lên nhắm lên cho cháu lẹ. Có gì đâu. Cái gì? Bỏ phía dưới cả. Ý nó là sơ sơ cái đi rồi. Cái nút pha chưa? Cái này nó nghiêng dễ đi quá rồi nè. Con đỡ sức leo. Cái da nó trơn mà nó nằm nghiêng là nó dễ đi hơn. Nếu mà nó nằm đứng là phải đeo móng leo. Cái liều lượng pha sao đây nữa? Nào giờ không có xịt thuốc không biết. Ba của Hoa thì đào cái phần rễ của nó lên một chút mà. Ăn gian cái lớp gỗ. Bên đây thì ăn gian một khúc gỗ. Nhìn trong video thì hầu như là dừa. À, cây còng này còn gọi là cây me tây hay là mùn tím. Gốc mà nó bò dây. Và cây thuộc họ đậu. Cây còng này thì có nguồn gốc từ châu Mỹ nhiệt đới và du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp lận. Cũng gì đó che bóng mát nhiều. Dữ lắm trời ơi. Quá rồi đi xuống rồi xịt thuốc mới được.
Này, cái gốc của nó nhìn ra con gạch quá nhiều luôn. Đây xịt thuốc sâu thì nó không có thấm thế gì hết, cho chết mấy con kiến á, mà thuốc hơi lỏng rồi nên nó không có ăn thua gì hết mấy con kiến. Em cường leo lên cưa luôn rồi, tới đâu hay tới đó. Em có cột hai cái sợi dây xuống dưới ống cái ống quần rồi. Cắt thả xuống rồi xong sau đó sẽ xuống cắt nhỏ nhỏ rồi đây nước đang chảy. Em cường leo ra ngoài. Chắc là em sẽ cưa cho rót xuống cái con gạch. Xong rồi chút nữa sẽ xuống đó để cưa sau, cưa lại nhánh nhỏ nhỏ lại. Mấy cái nhánh này chè qua bên tới bên kia vườn người khác nữa. Vô đi, vô đi. Nhánh bự tưởng cưa nhánh nhỏ luôn. Nặng quá trời nặng, bởi vì nó làm cái bực. Mấy cái lông này là cắt cục cục hết luôn, không phải lông cắt cục cục dễ cầm được rồi. Dễ đi lên không? Dễ ôm lên. Cây đồng này da nó đen đen á, quý vị cũng thấy video cũng không có sáng cho lắm. Cởi cái quần dài ra. Em cần kêu chú Tâm cởi quần dài ra. Qua bên kia mà em cường đưa cho nó rớt ngược về bên đây luôn. Bên kia là trồng dừa. Đang tựa vào cái phần đọt của cây dừa bên kia. Anh quá dục xuống luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Mà theo Hoa được biết á, thì những cây mà có độ giòn cao á, thì gỗ rất là chắc. Sao cái giặc sình.
tựa vào hết cây dừa luôn. Bụi quá. Ba của Hòa cũng có cột lấy sợi dây để cho Chiến đựng chui vào ống quần á. Cưa từng nhánh nhỏ luôn, một chút thì sẽ khỏe hơn để không có phải lội xuống mấy gạch mà cưa nhỏ nhỏ. Đóng bự không xài, ở phía dưới này thì làm bộ dáng ngựa thôi, còn phía trên những phần nhánh thì không xài luôn. Wow. Làm hết hồn. Em Hoa cũng bị giật mình theo phản xạ tự nhiên thôi. Cũng mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Dừa nước nhiều hơn là phía đằng của em Cường. Cưa xong phần nhánh bên kia rồi, chú Tâm cũng lội xuống phía dưới gạch để cưa nhánh nhỏ ra. Có đường dây điện mà để nó hơi dùng dùng xuống rồi cũng không có sao. Yeah.
thì kiến. Kiến quá trời. Còn thì leo lên phía trên để né. Sẵn cưa tiếp tục nhánh phần phía trên nữa. Đang nghiêng quá nhiều à. Chú Tâm thì hồi nãy giờ em Cường cũng đợi cho chú Tâm cưa bớt bớt nhánh rồi mới leo lên á. Trò cưa không biết quay ai luôn. Cưa toàn những nhánh lớn lớn. Bông hoa đã cưa hết phần nhánh rồi, bây giờ cưa tới phần thân của cây. Chú Tâm với em Cường cùng cưa luôn á. Chắc là ba của Hoa xuống đổi máy cưa lớn. Máy cưa nhỏ cưa lớn bự thì nó giống như là nghe bị đà máy. Kéo nó nhánh nha. Chú Tâm
tâm lội xuống bụng sình để cưa mấy phần nhánh ra luôn. Thì truyền cái máy cưa bự lên cho em Cường, cái này giật sẵn cho em Cường để một chút nữa em Cường ở trên đó đứng không có thế. Ồ, tắt máy cưa đó, nhẹ lỗ tay ghê luôn. Cái cọng nó nghiêng ra nè. Cái đó tới cái chỗ cái vỏ được rồi. Dạ. Chắc tới chân chân 3, chân 2 gì đó rồi. Quên đổi nón luôn rồi. Dạ bác Út có biết cây này được bao nhiêu năm rồi không bác? Cây này khoảng 35 năm rồi. Dạ. Ừ. Cảm ơn bác. Quá chị kiến rồi. Lên. Cây cồng này được 35 năm tuổi rồi. Chắc cái lỗ nó cũng sẽ đẹp lắm. Cắt tới đây luôn hả? Không cưa nổi hả? Không cưa nổi hả? Nổi. Nghe cái tiếng em Cường nói chắc cưa không nổi. Máy này là của chú Hồng Sơn ở Sóc Trăng gửi tặng cho bao cũng hoa luôn rồi. Máy Huawei 1621. Nó có mượn. Đó. Thank you.
Mà theo quý vị thì tiếng máy cưa như thế này thì cưa nổi hay là không nổi? Cưa nổi không còn? Cắt nổi rồi đó. Cắt nổi. Còn chừa một chút xíu ở phía trên cái nạn như vậy á, giống như là một cái đầu lân để cho lúc mà cái phần lóng đây rớt xuống nó không bị tét cái đường thép. Tột cái gách quần trên Cường ơi. Chịu lại đó, chịu lại đó. Cho tột cái đít luôn. Cái máy cửa kéo xuống không à. Mở cái đít lại. Nó thì kiến rồi, đứng kiến. Bên đây ta kiến như vậy. Xong rồi nhắc. À, em còn dạt cái lớp da ở phía dưới bụng của cái cây để cho nó đỡ cát. Bao nhiêu mét? Ba.
Dư quá nhỉ. Mấy luôn rồi. Nhưng mà cái đây thì nó đi nếu trời xéo là xéo ở đây này, bên đây. Đây tổng cộng. Đây là 2m2 đó. À, là 3m2. 3m2. Ở trên là 2m4. 2m4. Chứ là 3m2. 2m6. Cái này nó hơi đá đá chút nè. Có cái xài gì không nè. Phải được là làm cái mặt bàn cái chân bàn như đó là mình nó 1m rồi 2m4 đi 2m4 thì chút này thì còn đây thì ngắn quá nó phải rửa cắt hết cắt như cắt đó thôi đi rồi thì làm dấu rồi. Bây giờ leo lên cưa 2m rưỡi trừ hao ra.
lõi cũng đẹp lắm á. Nhưng mà chưa còn giác. Còn giác cũng nhiều lắm. Cây này lõi chưa bự hả mà? Ừ, cái cây ít mé nó lõi nó chưa nhiều. Cây mình mé cành nhiều thì nó có lõi nhiều. Dạ. Nhưng mà cũng bự bự rồi. Cái này các ra làm hai lóng luôn hả ba? Kia cưa trước, cưa mồi. Chắc là ba cũng hỏi hay cưa mồi trước đó. Cái miệng
không kịp á. Tên dụng á. Niêm cứ giả dưới cá đi. Dạ cá miếng niêm đó ba. Niêm đọc niêm dưới cho mà. Niêm còn 2-3 miếng nè. Đất nó quằn quằn cơ. Quá wow, trời. Có không một miếng gì đen đen không? Anh bự bự cái đó gạt phải con đất không được, không có. Cái gì vậy? Nó đen thì kìa. Lại chơi. Nào nào, chơi chơi nhớ thôi. Dạ. Không phải. Đó. Đất nó đội lên nó ém vô đó gì á. Đất. Cây cưa gan nhìn nó khác. Đất. Nãy ba em bóc bóc thử đó. Tôi muốn giận chứ nó mọn. Nép mà, nép nhau. Nè qua làm gì đất đầu của ném kìa hẹp cứng ngắc đất luôn kìa. Bởi vì nãy ba em lụp lụp một cưa coi đó ta cũng hồi của mình. Đó,
không. Cái này nó hồi đó chắc cái gốc này gốc thứ hai quá. Gốc thứ nhất bị chặt rồi nè. Đúng rồi, cái nó lên nó lợi nè. Cho nên nó cái này tuột. Nữa chắc xài chắc cái này. Ngay khúc dưới gốc thì nó bị hơi bị cong. Ví dụ nữa làm liên quan á thì cái máy này cái mình cắt là mấy chân đốc. Chân quỳ rồi đó. Mình cắt mấy cái quỳ dưới á. Lỗi hay không luôn. Đẹp. Đẹp. Rồi nó để lại bước được nó được không? Quay vào quá người. Ấm lên cái ừ giao chưa ông còn luôn hello xin chào bà con mình. Chào này bà của Hoa đi review giùm Hoa luôn. Nó dám đi xuống như mấy sòng sờ té dính sình. Nó bắt mình quay giùm nó đó. Đó đây con thu trần này đó, này gì tâm gòm hả? Tâm gòm này cường, này cường bô hả? Cường bô. Người toàn gì người quên tiêu rồi. Cái này anh chủ nhà đây đẹp, rất đẹp trai ha Núc. Chào khán giả Núc ơi. Dạ rồi. Rồi. Mình ô cái đầu cổ bù dù chân rồi. Chào quý bà con mình nha. Rồi dạ dạ. Bà của Hoa cũng đã cưa xong cây còng rồi. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Hay bây giờ cũng gom đồ đi vào nhà. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.